Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 19 năm 2020 ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2022 đến 2024. Theo đó, Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội Bình Quân giai đoạn năm 2022 đến năm 2024 tối đa 1,54% dự toán thu chi bảo hiểm xã hội. Trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%. Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp Bình Quân giai đoạn năm 2022 đến năm 2024 tối đa 1,54% dự toán thu chi bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định quy định mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế bình quân giai đoạn năm 2022 đến năm 2024 tối đa 3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế được trích từ quỹ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, theo thông báo của Cục Truyền thông Công an Nhân dân Công an Nhân dân, Bộ Công an, các trường Công an Nhân dân quyết định tuyển hơn 1.300 chỉ tiêu văn bằng 2 năm 2022 với hai phương thức tuyển sinh. Theo đó, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng điều kiện sau. Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên. Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường công an nhân dân phải có bằng tốt nghiệp đại học. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty điện lực miền Trung liên tiếp nhận được phản ánh từ khách hàng về việc có các tính dụng, website giả mạo thông tin của thương hiệu tập đoàn điện lực Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng theo đánh giá, đây có thể là một hình thức lừa đảo mới. Cụ thể từ cuối tháng 8 đến nay, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung nhận được hơn 10 tin báo từ khách hàng về việc bị kêu gọi đầu tư, chuyển tiền giao dịch trên các trang web, ứng dụng có giao diện giống với thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau một thời gian giao dịch trên các ứng dụng này thì khách hàng không thể rút tiền ra được, có khách hàng bị mất khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Qua tiếp nhận thông tin, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã xác định đây đều là các trang web. Ứng dụng giả mạo ngành điện để trục lợi và hướng dẫn khách hàng thông báo đến cơ quan công an có thẩm quyền gần nhất để kịp thời xử lý. Chuyển sang phần tin thế giới, sau hai ngày thảo luận tại đảo Bali của Indonesia, hội nghị các bộ trưởng thương mại G20 đã bế mạc vào chiều qua. 23 tháng 9, nhưng không ra được thông cáo chung vì bất đồng về một nội dung liên quan đến địa chính trị thế giới. Phát biểu họp báo kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Indonesia, nước chủ tịch Luân phiên G20, cho hay các bên đã nhất trí về tất cả 27 mục trong dự thảo thông cáo chung, ngoại trừ một nội dung địa chính trị. Vì thế, hội nghị đã không ra được thông cáo chung. Được biết, trong số 27 mục mà các bộ trưởng đã thống nhất có cam kết về thúc đẩy cải tổ tổ chức thương mại thế giới và đảm bảo bình đẳng trong các chương trình nghị sự về đầu tư bền vững. Thưa quý vị, trong bối cảnh châu Âu đang chịu nhiều tác động của tình trạng khan hiếm năng lượng và giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, thêm nhiều nước ở khu vực này đang phải nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó, từ việc xây dựng nhà máy điện dự phòng đến đưa ra các gói hỗ trợ kinh tế cho người dân. Chính phủ Thụy Sĩ hôm qua đã chính thức phê duyệt kế hoạch xây dựng một nhà máy điện dự phòng ở bang à Gào, với các tù binh có thể chạy bằng khí đốt, dầu hoặc hydro. Dự kiến, cơ sở này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2 năm sau đến mùa xuân năm 2026 để dự phòng các trường hợp khẩn cấp về năng lượng, nhất là vào mùa đông. Trong khi đó, Quốc hội Đan Mạch vừa thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá gần 665 triệu đô la Mỹ nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình trong cơn bão giá năng lượng. Trước đó, một loạt nước khác ở châu Âu cũng đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ như Anh chi 250 tỷ đô la Mỹ cách giảm thuế và chi phí năng lượng. Đức thúc đẩy quốc hữu quá các công ty năng lượng, pháp tăng tốc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, hay Hà Lan công bố gói hỗ trợ kỷ lục 17,2 tỷ euro. Thưa quý vị, nhằm thu hút trở lại các khách du lịch nước ngoài, anh sẽ tái áp dụng biện pháp miễn thuế mua sắm cho người nước ngoài. Động thái này cũng được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy ngành bán lẻ đang phát triển của anh. Mỗi năm nước Anh đón hàng triệu lượt du khách nên việc miễn thuế mua sắm cho du khách nước ngoài sẽ góp phần thu hút nhiều người đến với nước Anh. Có thể về bằng mức trước đại dịch Covid-19 để mang lại doanh thu và các nguồn lợi khác cho các ngành dịch vụ ăn theo. Vì thế, chính phủ Anh coi đây là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao hiện nay. Trước đó, Anh bãi bỏ quy định miễn thuế mua sắm cho khách nước ngoài vào năm 2020. Thời điểm dịch covid 19 đang hoành hành và chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn dịch lây lan. Thưa quý vị, thác Nàng Tiên tại xã Chiền Khoa, huyện Vân Hồ là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La. đúng như tên gọi, ngọn thác mang vẻ đẹp kỳ vĩ và lộng lẫy giữa núi rừng nguyên sinh. Thời gian gần đây, địa điểm này đã thu hút được đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Thác Nàng Tiên còn có tên gọi khác theo địa danh của xã là thác Chiền Khoa. Đây là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng nhất ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thác có ba tầng, được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương xỉ mọc từ khe đá. Thác nước trong vắt với màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, từ đỉnh thác, dòng nước chảy xuống mặt hồ trong xanh tựa như giải lụa trắng thả minh mềm mại và nổi bật giữa đại ngàn. Thác nàng tiên đã được quyện vân hồ xác định là điểm nhấn để khai thác tiềm năng du lịch của khu vực này, vừa để tạo thêm kế sinh, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ rừng. Với những giá trị về mặt cảnh quan thiên nhiên hay sinh thái đa dạng gắn với lễ hội Hoa Ban, Thác Nàng Tiên đã được tỉnh Sơn La công nhận di tích cấp tỉnh. Thác Nàng Tiên, cùng với những di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, đã tạo thành những điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương. Thưa quý vị, Trường Giang là con sông dài nhất Trung Quốc, được ví là sông mẹ với chiều dài 6.300 km. Thế nhưng bạn đã từng thắc mắc con sông ngắn nhất ở Trung Quốc có hình dạng như thế nào và chiều dài bao nhiêu không? Con sông ngắn nhất Trung Quốc chính là Nhiệt Hà, Sông Diệt, Tạm Dịch, dòng sông nóng hổi ở thắng cảnh Tỵ Thử Sơn Trang một tổ hợp của cung điện và vườn hoàng gia nằm ở huyện Thừa Đức, Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiệt Hà là một nhánh sông nằm ở phía đông bắc của quận Cao Sơn Hồ trong khu thắng cảnh nghỉ mát Tỵ Thử Sơn Trang, với tổng chiều dài chỉ 90 m Nó bắt nguồn trong khu vực Tỵ Thử Sơn Trang và đổ vào sông lớn Vũ Liệt. Vào đầu thời nhà Thanh, khu vực xung quanh Nhiệt Hà là nơi chăn thả ngựa của người Mông Cổ và một ngôi làng nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân. Sau khi hoàng đế Khang Hy nhà Thanh cho xây dựng hành cung, sau này đổi tên thành Tị Thử Sơn Trang Thừa Đức, đến thời Hoàng đế Càn Long thì Hoàng Công, thời gian xây dựng 89 năm, con sông này mới chính thức được gọi là Nhiệt Hà. Mỗi mùa hè sang, Hoàng đế nhà Thanh đều đến Tị Thử Sơn Trang xử lý công việc triều chính. Nhiệt Hà dần trở thành tên của một khu vực hành chính tỉnh Nhiệt Hà, là một trong bốn tỉnh lớn vùng Đông Bắc thời dân quốc. Vì thế chỉ đứng sau Bắc Kinh trung tâm chính trị thời bấy giờ, ở con sông ngắn nhất ở Trung Quốc được gọi là Nhiệt Hà vì đặc tính nước độc đáo của nó. Nhiệt độ nước sông cao hơn so với các con sông thông thường, Hoàng đế Càn Long từng đề thơ, sen nở mùa thu chỉ có duy nhất ở nhiệt tuyền. Ý câu thơ của Càn Long chính là, sen ở khu vực gần sông nhiệt hà có thể nở rộ trong mùa thu bởi không khí và chất nước ấm áp. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.